you think about the citizens that are going to be using it, you think about the culture and the identity of each community, and then you bring out the distinctive parts of that province into the master plan. And that's how you can then build a very unique master plan that combines both the economic aspects of it, but also achieves a good mix of the societal mixture of impact as well. Cái quy hoạch tỉnh ấy, hay là kể cả cái kế hoạch chuyển đổi số của quốc gia ấy, nó chỉ giúp tạo ra một cái định hướng chung, một cái định hướng mang tính chiến lược thôi. Thế còn để mà làm thế nào để cụ thể hóa những cái đấy ấy, thì theo tôi nó phải được, sau khi mà quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ấy, thì các cái chính quyền địa phương cùng với các sở ngành ấy, thì họ phải có những cái chương trình hành động, các cái đề án, các cái kế hoạch rất cụ thể hóa những cái định hướng chiến lược đấy ở địa phương mình, và nó phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Mình phải xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là phải bám sát lấy các cái chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tôi có thể đưa ra một số ví dụ. Ví dụ như là các việc là các tỉnh sẽ cần phải đi theo các hướng dẫn quyết định để cập nhật cái kiến trúc về chính quyền điện tử, để đồng bộ hóa toàn bộ cái cấu trúc kiến trúc về mặt công nghệ của chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở mức quốc gia, rồi đồng bộ với cả các 63 tỉnh thành phố nữa. Và tôi là Vương Quang Ngọc, tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình chuyển đổi số lần này. Khán giả đến với chương trình DX Talks. DX Talks là chương trình duy nhất hiện nay tập trung vào các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chuyển đổi số tại các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau, để tất cả các quý vị khán giả cùng tìm hiểu thêm về những kinh nghiệm, những bài học, những lời khuyên bổ ích trong quá trình thực hiện cái chương trình chuyển đổi số của mình. Chương trình được thực hiện bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vương Quang Ngọc, tôi là giám đốc tư vấn tại công ty FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình chuyển đổi số lần này. Trong số DX Talk lần này, tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình. Tôi xin trân trọng giới thiệu chị Patty Wang, Phó Giám đốc Hợp danh của công ty tư vấn McKinsey. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quốc Trường, trưởng ban chiến lược phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xin giới thiệu anh Nguyễn Đức Minh, Giám đốc tư vấn chuyển đổi số công ty FPT Digital. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận một cái chủ đề rất là khác biệt, khác hẳn với những số DX Talk lần trước. Đó là câu chuyện khi chúng ta ứng dụng công nghệ số, khi chúng ta ứng dụng chiến lược nói chung vào với việc quy hoạch các khu vực, đặc biệt là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến khu vực quy hoạch về tỉnh và thành phố. Chúng ta sẽ xem là các địa phương trên thế giới, các tỉnh, thành phố trên thế giới họ đang thực hiện cái việc quy hoạch như thế nào, những cái chiến lược và có sự tham gia của chiến lược chuyển đổi số đóng góp cái gì để có thể giúp cho các địa phương phát triển được lên. Làm thế nào ban lãnh đạo của các tỉnh, thành phố có thể thực hiện được cái việc này một cách nhuần nhuyễn trong cái việc quy hoạch nói chung cũng như là trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào quy hoạch tỉnh. Những khó khăn, thách thức và bài học rút ra khi lồng ghép lộ trình chuyển đổi số nói chung trong những nội dung như là nội dung kinh tế số hoặc là nội dung về những quy hoạch tỉnh, các góc nhìn chuyên gia giúp các tỉnh, thành phố để có thể tăng tốc nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số của mình, thì chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời bắt đầu với buổi chia sẻ ngay ngày hôm nay. Tôi muốn đặt câu hỏi đầu tiên với chị Patty. Thì quy hoạch tỉnh cũng có thể giúp như một cái bản hướng dẫn giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị xem xét lập kế hoạch để làm sao có thể thực thi được tất cả những cái việc này. Vậy thì với kinh nghiệm
của McKinsey và cũng như là chị Patty đã làm việc rất lâu trên thế giới, thì những cái kinh nghiệm của các địa phương ở trên thế giới, đặc biệt là các chính quyền địa phương, họ đang thực hiện cái việc đó như thế nào, và chị có thể có những cái chia sẻ cũng như là những cái bài học để giúp cho các doanh cho các địa phương của Việt Nam có thể ứng dụng những cái bài học này vào. Xin mời chị. Wonderful. Well, great to be here and thank you for the invitation. So when we start to think about the planning, the first thing we take a look at is, or the first thing that people think about is economic growth. So one of the flagship McKinsey research that we have done looked at what makes an economy outperforming. So we studied all the different economies in the world, so 180 of them, and we found that within emerging economies, and there's 71 emerging economies, about 18 of them outperformed. And what we mean by outperforming, it means they are able to achieve consistent, steady GDP growth over a long period of time. And interestingly, a lot of these are actually based in Asia. And we looked at kind of, there's the long-term success stories like China, Singapore, and South Korea. But then most recently, we've also seen there's a lot of really high growth countries and economies like India and Vietnam. And there's a couple of similarities between these. There's two kind of key success factors that we found that really differentiated these economies versus others. The first one is a pro-growth policy. What we mean by a pro-growth policy is the environment to help an economy to focus on productivity increases, helping the income to increase from its people, but also driving demand domestically and then internationally as well. So you are able to put together all of these policies in place to really support growth, and as a country, you have your eye towards growth. The second thing is then thinking about creating the environment to have highly competitive large companies. Now that involves two things. It means both having large firms, right? We found that in these high performing economies, they have about two times as many large firms versus other emerging economies. The second one is more contested. What we mean by more contested firms are these firms have gone through lots of competitions and they have outperformed their peers. So when we look at overall performance of these firms, 55% of them are in the top quintile in these high-performing economies versus about 37% in other economies. So they are large firms that are highly competitive, and these two things help combined to really propel an economy. And what these firms do, and relevant for our discussion today, is they're very bold on innovation. They are very quick decision makers, and they're able to tap onto trends like digital that allow them to grow much faster. So when we think about this, then those are kind of the different elements that go into a high-performing economy, but let's take this into planning. So when we're working on a provincial plan, economic growth and building competitive firms is important, but at the same time, we need to be reminded about holistic growth. And in city planning, a kind of theme, if you think about what makes a great public space, right? Like what about it really attracts people? And when we take that into consideration, you realize a great public space is first and foremost used by the people. And that's a core element of the master plans that we do, is you think about the citizens that are going to be using it. You think about the culture and the identity of each community, and then you bring out the distinctive parts of that province into the master plan. And that's how you can then build a very unique master plan that combines both the economic aspects of it, but also achieves a good mix of the societal mixture of impact as well. So we're able to preserve the rich culture, the rich heritage here, at the same time as achieving some of the great economics. So those are kind of the different elements that we think about when we put together a master plan, and thinking about that in the economic, in the emerging economy perspective. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Patty. Rõ ràng là thông qua những bài học của chị Patty vừa chia sẻ với công ty McKinsey thì cái việc nhìn nhận về quy hoạch tỉnh thành phố phát triển thì hai cái yếu tố cấu thành. Anh chị có nói rõ là hai yếu tố cấu thành. Cái sự vượt trội khi mà lãnh đạo của chính quyền địa phương muốn đóng góp vào, muốn xây dựng, thì có là cái việc đầu tiên là một cái chính sách để kích cầu cái sự tăng trưởng hợp lý, và đặc biệt nữa là cái sự tham gia ngay từ đầu của các cái đơn vị kinh tế, các công ty đã có thể đóng góp được.
Và rõ ràng là cái việc xây dựng này sẽ giúp cho các địa phương có một cái hướng đi nó rõ ràng, cũng như là xác định những cái thế mạnh mà có thể phát triển nhanh hơn, cũng như là những cái mục tiêu để nâng cao được về cuộc sống an sinh cũng như là cái chất lượng của người dân. Nếu mà quay lại trong quy hoạch tỉnh ở Việt Nam thì ở Việt Nam mình thì đã có chiến lược phát triển và được ghi vào trong luật. Thì tôi cũng muốn hỏi anh Trường rằng với là một chuyên gia từ Viện Chiến lược Phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì anh thấy rằng đâu là những cái cơ hội hiện nay đang mà các địa phương đang cần phải hướng đến trong cái việc mà khi thực hiện cái việc xây dựng và quy hoạch cũng như là xây dựng cái chiến lược phát triển của địa phương mình. Xin mời ý kiến của chuyên gia, xin mời anh Trường. Thưa anh là trong quy hoạch ấy, thì chúng tôi khi mà giúp các địa phương xây dựng quy hoạch ấy, thì cũng cùng với lãnh đạo địa phương ấy, xác định rằng ấy, là đây là một dịp, một cái cơ hội ấy, để cho các địa phương ấy, đánh giá lại xem là mình đang ở đâu, cái cơ hội và thách thức là gì trong khoảng 10 năm tới và xa hơn là tầm nhìn đến 2050. Thế thì đối với mỗi địa phương ấy, thì sẽ có những cái đánh giá về cơ hội phát triển, những cái thách thức khác nhau. Nhưng tự chung lại ấy, thì qua làm việc với một số địa phương và xây dựng, giúp một số địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh ấy, thì chúng tôi nhận thấy ấy, nó có một số cái cơ hội và một số thách thức chung như sau. Cái thứ nhất ấy, thì chúng tôi cho rằng ấy, là cái kinh tế Việt Nam mà đang phát triển nhanh như hiện nay ấy, Việt Nam đang trở thành một cái điểm nóng về thu hút đầu tư. Việt Nam đã có đang đàm phán và ký kết 17 cái FTA, thì đấy là những cái cơ hội lớn cho không chỉ cho Việt Nam nói chung mà cho tất cả các địa phương nói riêng trong phát triển kinh tế. Cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta nhìn ở trong cái bối cảnh phát triển hiện nay ấy, của quốc tế ấy, thì thấy là bên ngoài thì nó có rất nhiều những cái tác động, những cái khó khăn thách thức. Tuy nhiên ấy, thì nó có một cái điểm đáng lưu ý, tức là cái dịch chuyển công nghiệp thì nó đang dịch chuyển, có xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc sang các cái nước Nam Á và Đông Nam Á. Đặc biệt là cái dịch chuyển đấy nó gia tăng hơn, mạnh hơn sau khi mà cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra từ tháng 6 năm 2018, và nó làm cho cái dòng vốn đầu tư, các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái hãng công nghệ lớn thì có cái xu hướng là dịch chuyển sang Đông Nam Á và sang Việt Nam nhiều hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội cho tất cả các cái địa phương, các tỉnh ở Việt Nam ấy, thì có thể là nắm bắt cơ hội đó để có thể tăng tốc phát triển trong thời gian tới. Cái cơ hội thứ ba nữa ấy, là tôi nghĩ là đấy là cơ hội đến từ cái cách mạng công nghiệp 4.0, và cũng là một trong những cái nội dung mà liên quan đến chủ đề mà chúng ta bàn hôm nay về chuyển đổi số. Thế thì khi mà cái cách mạng công nghiệp 4.0 ấy nó đang phát triển mạnh trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng ấy, thì đấy là chúng tôi đánh giá ở góc độ địa phương tỉnh ấy, thì đấy là một cái cơ hội để cho một số tỉnh nghèo, có một số tỉnh mà có thể trong cái kỳ quy hoạch trước ấy họ đi rất sau, đi rất chậm. Thế nhưng mà khi nếu như họ nắm bắt tốt cơ hội này ấy, thì họ có khả năng vươn lên, vượt lên. Và trên thực tế thì ở trong cái giai đoạn mà Covid-19 xảy ra trong mấy năm vừa rồi ấy, thì thực tế cũng đã chứng minh có một số tỉnh, tôi lấy ví dụ như ở phía Nam là Bến Tre chẳng hạn, thì họ đã vươn lên rất mạnh trong cái việc mà ứng dụng công nghệ số, rồi có những cái bước chuyển đổi số trong một số lĩnh vực để có thể vượt lên các tỉnh khác. Và cái thứ tư ấy, thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội với các địa phương đấy là nó đến từ các cái chủ trương, các cái định hướng phát triển lớn của Trung ương. Nó bao gồm ấy, là những cái ví dụ như là những cái cam kết của Việt Nam ấy, cam kết rất mạnh mẽ của chính phủ ấy, là đến 2050 thì Việt Nam bảo đảm cái mức phát thải ròng bằng không, và theo đó thì có những cái định hướng rất rõ ràng cho việc là phát triển bền vững hơn hay là phát triển năng lượng tái tạo. Và đấy, cái điều đó nó tạo ra cho các cái địa phương cái cơ hội có thể phát triển một số cái lĩnh vực kinh tế của mình, ví dụ như năng lượng tái tạo hay là một số lĩnh vực khác nữa. Ngoài ra ấy, thì hiện nay ở Việt Nam thì cũng đang xây dựng các cái quy hoạch vùng, và đặc biệt thời gian tới ấy, thì chính phủ sẽ ra một loạt các cái nghị quyết về phát triển kinh tế các vùng. Và mới đây nhất ấy, thì là cái nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc, bao gồm 14 tỉnh ấy. Thế thì cùng với các cái nghị quyết như vậy ấy, và cùng với lại các cái chiến lược phát triển vùng, các cái quy hoạch vùng được xây dựng tới đây ấy, thì sẽ có rất nhiều các cái chính sách mà của từ Trung ương ấy, tạo điều kiện cho địa phương phát triển, ví dụ như là về thúc đẩy phát triển kết nối giao thông, ví dụ như là có thể đẩy mạnh cái liên kết vùng, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó nó tạo ra cái cơ hội cho các địa phương, các tỉnh thành phố của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh nghèo, thì có cơ hội phát triển mạnh hơn trong cái kỳ quy hoạch 2021 đến 2030. Tuy nhiên ấy, thì bên cạnh cơ hội ấy, thì tôi nghĩ chúng ta cũng phải nhìn thấy những cái thách thức. Thế thì thách thức thì nó cũng có rất nhiều, nhưng mà theo tôi thì
có lẽ cái thách thức, hai cái thách thức lớn đối với lại các địa phương ấy, mà phải đối mặt trong thời kỳ tới ấy, thì đấy chính là những cái thách thức liên quan đến cạnh tranh. Ban nãy chúng ta nói đến chuyển đổi số, nói đến cách mạng công nghiệp 4.0 thì nó tạo cơ hội cho các cái địa phương có thể là vươn tiến nhanh bắt kịp. Thế nhưng đồng thời ấy, nếu như địa phương nào không tận dụng tốt cơ hội đó ấy, thì cái khả năng tụt hậu nó lại xa hơn, thì tôi nghĩ đấy là một thách thức. Cái thách thức thứ hai ấy, là thách thức cạnh tranh giữa các địa phương ấy, là qua làm một số quy hoạch cho một số tỉnh thành phố ấy, thì chúng tôi thấy là ví dụ như vùng trung du miền núi phía Bắc chẳng hạn, thì các tỉnh có xu hướng ấy, các tỉnh trong vùng, trong cùng một vùng ấy, thì có xu hướng ấy là xác định các cái trụ cột tăng trưởng và phát triển nó na ná như nhau. Ví dụ như đều các tỉnh miền trung du miền núi phía Bắc thì đều tập trung vào công nghiệp này, nông nghiệp công nghệ cao này, rồi du lịch này. Một số tỉnh mà có cửa khẩu giáp với Trung Quốc thì đều là xác định cửa khẩu là một trụ cột phát triển. Thế thì khi mà các tỉnh cùng xác định những cái trụ cột phát triển nó na ná và nó giống nhau như vậy ấy, thì và cái lợi thế của họ cũng rất giống nhau. Thế thì cái thách thức mà cạnh tranh thu hút đầu tư, thách thức cạnh tranh thu hút khách du lịch thì nó sẽ rất lớn, và tôi nghĩ đấy là cái điều ấy mà cái quy hoạch ở cái cấp cao hơn sau này, quy hoạch của vùng, của quốc gia thì phải giải quyết thế nào đó để cho cái những cái lợi thế đấy nó được liên kết với nhau, các địa phương liên kết với nhau để phát triển hơn là chứ không thay vì ấy là họ cạnh tranh với nhau để mạnh ai phát triển theo cái cách của mình. Thì về cơ hội và thách thức thì tôi có một số cái chia sẻ như vậy. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Trường. Rõ ràng là với qua sự chia sẻ của anh Trường thì anh Trường cũng đã đề cập đến những cái lợi thế rõ ràng, và những cái lợi thế đó đặc biệt là nó cũng sẽ giúp cho những cái tỉnh thuộc cái khu vực mà trước đây cũng chậm phát triển hơn có những cái cơ hội vươn lên, không chỉ là với cái sự hỗ trợ từ bên trung ương với việc như là thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 hay là những chính sách về chuyển đổi số hoặc là những cái chính sách khác, đúng không ạ? Các doanh nghiệp thì cũng sẽ hỗ trợ thêm nữa cho đặc biệt là với hai cái làn sóng mà dịch chuyển từ các cái nước đã phát triển sang những cái nước mà đang phát triển nóng như là của Việt Nam. Thì đấy là một cái cơ hội mà các doanh nghiệp và các chính quyền cũng nên tận dụng. Và cái phần số 2 nữa thì chính là những cái hệ thống công nghệ số để có thể tăng tốc và thúc đẩy phát triển được. Và hai cái yếu tố thách thức mà địa phương cũng sẽ phải đối mặt và có những cái sự bàn thảo để sau có cái sự cùng nhau liên kết để cùng nhau vượt qua những cái thách thức này, tránh cái sự phát triển đi một mình thì nó sẽ có đang từ lợi thế cũng có thể sẽ thành một cái rào cản, không thành phải là cái lợi thế tuyệt đối của mình nữa. Vừa rồi thì anh Trường cũng đề cập đến chủ trương chuyển đổi số, và năm 2020 thì chính phủ thì cũng đã phê duyệt chiến lược chuyển đổi số của quốc gia. Vậy tôi muốn hỏi anh Minh, theo anh thì các cái hướng quy hoạch phát triển cho các cái địa phương, cho các tỉnh, thành phố thì có ảnh hưởng như thế nào đến các cái yếu tố này? Và địa phương có thể tận dụng được những gì từ chiến lược quy hoạch số mà chính phủ đã phê duyệt? Thì xin mời chia sẻ của anh Minh. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Vâng, thì như chúng ta đã biết ấy, thì có 3 cái quyết định quan trọng của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số của quốc gia. Quyết định thứ nhất là quyết định 749 của 2020 về việc phê duyệt cái chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Cái quyết định thứ hai là cái quyết định 942 về phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ số hướng tới chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Và cái quyết định thứ ba là quyết định 411 liên quan đến phê duyệt chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Thì như vậy là qua 3 cái quyết định quan trọng này thì chúng ta có thể thấy được rằng là vấn đề có thấy được 3 cái trụ cột, 3 cái vấn đề quan trọng, mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, đấy chính là chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Với 3 cái mục tiêu tổng thể của quốc gia như vậy thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đâu đó đến cái việc thực hiện xây dựng cái quy hoạch tổng thể của các tỉnh và thành phố. Thứ nhất là về phát triển chính phủ số thì chắc chắn các tỉnh thành phố sẽ cần phải có đưa ra được những cái quan điểm, những cái định hướng riêng của mình, những cái mục tiêu và giải pháp chủ yếu để phát triển được các cái dịch vụ công tích hợp trong cái quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với cái hiện trạng, thực tế hiện trạng phát triển về mặt công nghệ cũng như là về mặt dịch vụ công của tỉnh của mình. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế số. Thì tỉnh, thành phố cũng cần phải đưa vào quy hoạch các cái phương án và cái kế hoạch cụ thể hơn đối với những cái ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh mình, những cái ngành kinh tế mà có những cái tiềm năng ứng dụng công nghệ số để phát triển và vượt bậc. Thì từ đó thì mới có thể củng cố được cái mục tiêu, những cái chỉ tiêu về kinh tế số
của tỉnh cũng như là của quốc gia. Ví dụ như năm 2030 là mục tiêu của quốc gia của mình là 20% GDP là kinh tế số là chiếm 20%, đến 2030 là 30% GDP là chiếm 30% GDP. Rồi tiếp đến là vấn đề phát triển xã hội số, thì các tỉnh thành phố chắc chắn là trong quy hoạch của mình cũng phải đề cập cụ thể những cái giải pháp về để phát triển xã hội số, bám sát và tận dụng các nguồn lực, những cái nền tảng số mà trong những cái chương trình ở cấp quốc gia, và cũng như là những cái nền tảng, những cái nguồn lực chuyên biệt nếu có của tỉnh mình, để có thể là giúp cho cái việc phát triển xã hội số đạt được cái thành công mong muốn. Vâng, rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Minh. Rõ ràng là với việc tận dụng ba cái liệu, những cái ưu thế như anh vừa nói, để có thể phát triển được về kinh tế số, về xã hội số, thì cái việc này sẽ giúp cho tỉnh có những cái hướng đi nó trở nên nó rõ ràng, và từ đó và cái hướng đi đó nó sẽ tạo ra những cái nghiên cứu sâu hơn để tìm ra những cái thế mạnh đột phá riêng cho tỉnh của mình. Tôi muốn cái phần tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ đề cập sâu hơn vào cái cách mà chúng ta làm sao lồng ghép được việc ứng dụng về công nghệ số và chiến lược chuyển đổi số trong cái hoạt động kế hoạch của tỉnh mình. Thì khi làm tư vấn ở trong các khu vực này thì anh Trường có thể cho chúng tôi biết thêm ấy, là những cái khó khăn mà các địa phương đang gặp phải hoặc là có thể sẽ gặp phải khi mà thực hiện lồng ghép những cái chương trình ứng dụng. Vì như cái phần đầu anh Trường cũng chia sẻ ấy, là khi ứng dụng về việc kinh tế số hay là ứng dụng những cái phần chuyển đổi số hay là cách mạng công nghiệp 4.0 thì đặc biệt với các tỉnh nghèo thì cũng sẽ có một, đây là một cái cơ hội để có thể bắt kịp với những cái địa phương mà đang phát triển hàng đầu, đúng không ạ? Như là các địa phương như là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là các cái tỉnh thuộc các cái khu công nghiệp miền Nam chẳng hạn. Thì anh có thể chia sẻ những cái bài học kinh nghiệm hay là những cái khó khăn mà doanh nghiệp và các tỉnh thành phố có thể sẽ gặp phải, và cái cách thức nào để tỉnh thành phố có thể ứng dụng những cái phần này trong các kế hoạch để có thể diễn ra thành công. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Có lẽ tôi xin chia sẻ hai cái vấn đề. Cái thứ nhất đấy là những khó khăn khi mà xây dựng quy hoạch tỉnh ấy, thì cái nội dung mà chuyển đổi số đưa vào đấy nó khó khăn như thế nào. Và cái thứ hai ấy là cái gợi ý của tôi ấy về việc là sẽ cụ thể hóa hay là làm thế nào để cho các tỉnh, các thành phố ấy có thể triển khai cái nội dung chuyển đổi số trong quy hoạch tỉnh của mình ở trong tương lai. Thế thì cái thứ nhất ấy là nói về khó khăn. Thế thì khó khăn thì đây nó không chỉ là với tỉnh đâu, ngay cả với cái những người mà giúp địa phương tư vấn để xây dựng quy hoạch tỉnh như chúng tôi hay là như chị Park Tiêu An bên McKinsey đây. Bởi vì này, cái khó trước hết ấy, thì đây nó là một vấn đề nó rất mới. Chúng ta biết là cái luật quy hoạch ấy, mà xây dựng cái quy hoạch tích hợp này ấy, thì mới được ra đời năm 2017. Và cái quy hoạch theo luật quy hoạch 2017 này ấy, quy hoạch tích hợp này ấy, thì thực ra cho đến hiện nay ấy, trên thế giới ấy, thì cũng hầu như chưa có nước nào xây dựng cái quy hoạch theo cái cách mà chúng ta xây dựng quy hoạch cả. Khi mà cái quy hoạch ấy, các những cái nội dung mà của luật ấy, của các quy định ấy, nó chưa thực sự rõ ràng ấy, thì bản thân địa phương cũng như là tư vấn ấy, xây dựng ra một cái quy hoạch để phát triển cái kinh tế số, chuyển đổi số ấy, cho đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 ấy, thì nó là một khó khăn. Hiện nay thì ở trong luật quy hoạch hay là nghị định 37 năm 2019 hay thông tư 08 năm 2019 ấy, thì cái nội dung này nó chỉ được quy định, nó đơn giản lắm, chủ yếu tập trung vào cái gọi là phát triển cái mạng lưới hạ tầng viễn thông thôi. Thế còn trong khi trên thực tế thì cái nhu cầu của địa phương cũng như là cái nhu cầu ấy là phải đáp ứng cái yêu cầu mà của cái kế hoạch chuyển đổi số quốc gia mà anh Minh vừa có đề cập đến ấy, thì nó đòi hỏi ấy là các địa phương phải xác định được các cái mục tiêu về chính quyền số này, về kinh tế số này, về xã hội số và rất nhiều những cái nội dung khác nữa. Đấy là cái khó khăn thứ nhất, là khó khăn về mặt các quy định luật pháp. Cái khó khăn thứ hai ấy là đây là một vấn đề mới. Có thể ở trên các một số quốc gia trên thế giới thì cái chuyển đổi số hay là kinh tế số, xã hội số người ta đề cập đến nó cũng có một cái khoảng thời gian tương đối rồi. Nhưng ở Việt Nam thì tôi nghĩ đây là vấn đề rất mới. Và đặc biệt ấy, thì nó càng mới đối với lại các cái tỉnh, thành phố, các địa phương. Vì vậy ấy, cho nên là cái trước hết là nhận thức từ cấp lãnh đạo hay là các sở ngành hay người dân, doanh nghiệp thì cũng còn hạn chế. Cái thứ hai là các cái báo cáo, các cái đánh giá
hay là các cái kế hoạch định hướng của họ về chuyển đổi số, về phát triển kinh tế số ấy, thì nó cũng ở mức độ hết sức sơ khai. Mà chúng ta biết làm quy hoạch ấy, thì khi mà anh muốn xác định được cái định hướng cho 10, 20, 30 năm tới ấy, thì anh phải xác định được cái đánh giá được đúng cái thực trạng và hiện tại nó ở đâu. Thì đấy là một khó khăn, tức là khi mà chúng ta không đánh, rất khó có thể đánh giá được cái hiện trạng. Cái khó khăn thứ ba nữa ấy, là hiện nay thì chúng ta nói đến kinh tế số, đến chuyển đổi số rất nhiều. Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia thì cũng xác định các mục tiêu rất rõ như anh Minh vừa nói. Tuy nhiên ấy, thì lượng hóa những thứ đấy, đưa ra các cái tiêu chí mà để đánh giá nó ấy, thì thực sự là rất khó. Chúng ta cứ nói, tôi lấy ví dụ như là xã hội số thì chúng ta nói đến gọi là đến công dân số, đến văn hóa số. Thế nhưng mà đấy là những thứ rất trừu tượng. Thì tôi nghĩ là trong tương lai thì nó phải có những cái định lượng rất rõ ràng về thế nào là về kinh tế số, rồi chính quyền số, xã hội số, nhưng mà nó phải có những cái tiêu chí để định lượng rất rõ ràng những cái thứ đấy ấy. Thì cái quy hoạch và thực hiện quy hoạch mới có thể là thuận lợi được. Thế thì đấy là những cái khó khăn mà chúng tôi thấy là ở trong quá trình mà đưa cái nội dung chuyển đổi số vào xây dựng quy hoạch tỉnh. Ngoài ra ấy, thì cái nội dung chuyển đổi số này ấy, ở trong quy hoạch tỉnh ấy, thì nó không chỉ nằm ở trong cái phần mà hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, mà nó phải được đưa vào trong rất nhiều những cái nội dung khác. Tôi lấy ví dụ như là trong cái mục tiêu phát triển chung của tỉnh này, rồi thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì rõ ràng nó cũng liên quan đến chính quyền số. Thế rồi thì nó phải được đưa vào trong các cái lĩnh vực như sản xuất, như dịch vụ, và các cái mục tiêu mà sản xuất dịch vụ, hay là ví dụ như là vào thương mại, là thương mại tỷ lệ thương mại điện tử chiếm bao nhiêu phần trăm các thứ vân vân. Thì để đưa được tất cả những cái nội dung đấy vào ấy, trong các cái cấu phần của quy hoạch tỉnh ấy, thì cũng là một việc không đơn giản. Thì đấy là những cái khó khăn mà chúng tôi nhận thấy trong quá trình cùng với địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh. Thế còn cái nội dung thứ hai mà tôi muốn trao đổi mà trả lời cái câu hỏi của anh ấy là vậy thì các địa phương làm thế nào để thực hiện được? Thì trên thực tế thì cái nội dung chuyển đổi số ở trong quy hoạch tỉnh thì nó rất là chung chung. Nó chỉ là những cái định hướng mang tính cơ bản thôi. Chúng ta cũng không kỳ vọng ấy, là cái quy hoạch tỉnh ấy, nó có thể giúp chúng ta là giải quyết được hết tất cả mọi thứ, không thể chỉ dẫn cho doanh nghiệp hay người dân hay chính quyền địa phương ấy mà đọc cái bản quy hoạch đấy xong rồi làm thế nào mà chuyển đổi số được. Cái hoàn toàn không phải như vậy. Cái quy hoạch tỉnh ấy, hay là kể cả cái kế hoạch chuyển đổi số của quốc gia ấy, nó chỉ giúp tạo ra một cái định hướng chung, một cái định hướng mang tính chiến lược thôi. Thế còn để mà làm thế nào để cụ thể hóa những thứ đấy ấy, thì theo tôi nó phải được, sau khi mà quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ấy, thì các cái chính quyền địa phương cùng với là các sở ngành ấy, thì họ phải có những cái chương trình hành động, các cái đề án, các cái kế hoạch rất cụ thể để cụ thể hóa những cái định hướng chiến lược đấy ở địa phương mình, và nó phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Thế thì tôi lấy ví dụ như là đối với tỉnh Lạng Sơn chẳng hạn, thì rõ ràng là kinh tế cửa khẩu là một trụ cột rất quan trọng. Thế thì cái ưu tiên đầu tiên của họ ấy, sẽ phải là số hóa cửa khẩu. Họ sẽ phải lên cái kế hoạch cụ thể là thông quan điện tử ra sao, lắp bao nhiêu cái camera ở đấy, thế rồi thì quản lý cái lượng xe pháo đi qua cửa khẩu thế nào vân vân. Thế thì họ sẽ phải, các sở ngành của Lạng Sơn họ sẽ phải đưa ra một cái kế hoạch cụ thể. Đối với các tỉnh khác thì tôi nghĩ cũng như vậy, nó sẽ phụ thuộc vào cái ưu tiên của địa phương để họ có thể xây dựng các cái kế hoạch cụ thể. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trường. Rõ ràng là cái cơ hội thì chúng ta cũng đã nhìn thấy, và nhưng mà để thực hiện, thực thi được cơ hội đó và hiện thực hóa cái từ câu chuyện xây dựng chiến lược, nó đã là những cái yếu tố thách thức nhất định, đúng không? Anh cũng chia sẻ rất rõ là cái tính mới trong hành lang pháp lý của chúng ta về những quy định nó cũng đang cần phải có một cái sự hoàn thiện dần. Các cái chính quyền địa phương cũng vẫn phải thực thi, chứ không phải là cứ đợi toàn bộ hành lang pháp lý hoàn thiện thì chúng ta mới làm. Cái điểm số 2 nữa, nó còn quan trọng hơn nữa là gì? Là khi chúng ta có được một cái định hướng trong cái bản đồ quy hoạch thì cần phải có những cái chương trình hành động rất là cụ thể, và có những cái thang đo cụ thể để làm sao mà biến những cái kim chỉ nam, những cái chương trình hành động đó nó vào hiện thực và nó phát huy được đúng cái yếu tố là xây dựng được những cái phần mũi nhọn trong cái sự phát triển, đặc biệt là khi mà ứng dụng vào cả về chính quyền số, cả vào kinh tế số và cả vào cái xã hội số của chúng ta. Với góc độ là một công ty tư vấn chuyển đổi số thì xin anh Minh có thể chia sẻ thêm những cái việc mà các chính quyền địa phương nên thực hiện, nên làm và nên ưu tiên để có thể tăng tốc hơn nữa trong cái quá trình thực thi như anh Trường cũng đã đề cập đến. Và kinh nghiệm của mình khi mà đi tư vấn với các tỉnh
thì làm thế nào để doanh nghiệp có thể thực thi nó nhanh hơn, hay là cái những bài học kinh nghiệm nào để doanh nghiệp có thể tránh gặp phải những cái câu chuyện là tôi bị chậm hoặc là tôi có những cái khó khăn khiến tôi không hiện thực hóa được cái việc mà đưa chiến lược quy hoạch cũng như là đưa cái chiến lược cấu phần về chuyển đổi số vào hiện thực. Xin mời anh. Vâng, thì chắc là xin phép chia sẻ những cái lời khuyên cho tỉnh và thành phố, cho chính quyền tỉnh và thành phố. Thì có hai vấn đề. Thì để mà tăng tốc được chuyển đổi số thì vấn đề quan trọng đầu tiên chính là vấn đề về thể chế và tổ chức hoạt động. Thì cần phải có đi trước. Thì cái việc đầu tiên chính là cái việc của cái phần thể chế, thì là phần kiện toàn cái ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh và thành phố. Thì hiện tại thì hầu như tất cả các tỉnh, thành phố của mình thì đều đã có ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Nhưng mà tuy nhiên thì ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh thì chắc là cũng chưa đủ. Một là sẽ cần phải có những cái quyết định rõ ràng về vai trò và trách nhiệm và những cái ủy quyền về mặt tổ chức rõ ràng để cái ban chỉ đạo có thể hoạt động được một cách hiệu quả. Thứ hai là cũng nên xem xét về triển khai cái best practice, tức là các cái thông lệ trên thế giới mà người ta và trên thế giới và bản thân là cũng một số tỉnh của Việt Nam mình cũng đã có thành lập cái trung tâm điều hành chuyển đổi số, tức là ban chỉ đạo nhưng mà dưới đó thì phải có một cái trung tâm điều hành thường trực để có thể là ra quyết định nhanh chóng và những phản ứng rất là nhanh về việc triển khai các chương trình chuyển đổi số. Tiếp đến là về mặt thể chế, về mặt tổ chức thì lời khuyên cho các tỉnh thành phố thì chắc chắn là mình sẽ phải giống như anh Trường cũng nói không ạ? Mình phải xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là phải bám sát lấy các cái chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tôi có thể đưa ra một số ví dụ như là các việc là các tỉnh sẽ cần phải đi theo các cái hướng dẫn quyết định để cập nhật cái kiến trúc về chính quyền điện tử, để đồng bộ hóa toàn bộ cái cấu trúc kiến trúc về mặt công nghệ của chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở mức quốc gia, rồi đồng bộ với cả các 63 tỉnh thành phố nữa. Ví dụ thứ hai là ví dụ về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tương đối hoàn thiện, thì chắc chắn mình sẽ phải có những hành động bám sát, đấy là phải có những cái thử nghiệm, phải kết nối và sử dụng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này. Ví dụ thứ ba là ví dụ về việc là phối hợp thực hiện cái kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia, đấy cũng là một phần chiếm cái tỷ trọng trong cái kinh tế số của mình. Ví dụ thứ tư là ví dụ về việc là số hóa, tức là số hóa cái việc đo đạt cái mức độ chuyển đổi số, mức độ về mặt sự ứng dụng công nghệ của tỉnh mình, chính là áp dụng cái bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số dành cho cấp tỉnh DTI mà do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thì cái việc đánh giá này sẽ phải thực hiện thường xuyên, tốt nhất là theo hàng năm, để đo đạt được xem là cái mức độ trưởng thành của mình, mức độ tiến bộ của mình về mặt chuyển đổi số như thế nào. Đấy là bốn những cái ví dụ về việc là chúng ta sẽ phải bám sát lấy cái chương trình hành động, chương trình tổng thể của quốc gia. Rồi. Cái vấn đề thứ hai chính là vấn đề là các tỉnh chắc chắn sẽ phải có một cái sự chủ động để có thể là kiểm soát và làm chủ cái công nghệ. Có ba cái hạng mục, thứ nhất là hạng mục về hạ tầng số, thứ hai là hạng mục về nền tảng số, và thứ ba là hạng mục về an toàn, an ninh mạng. Thứ nhất là về hạ tầng số thì chắc chắn sẽ phải có những cái bổ sung vào quy hoạch chung về việc là quy hoạch nâng cấp rồi thay thế bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin, làm sao cho cái việc đảm bảo được quản trị vận hành hiệu quả và đáp ứng được cái nhu cầu về chuyển đổi số chung của tỉnh mình. Tiếp đến là về nền tảng số thì như là vừa rồi là ngày 11 tháng 2 năm 2022 thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định số 186 về việc ban hành hơn 20 cái nền tảng số quốc gia. Thì cái việc mà mình sẽ phải sẵn sàng là cập nhật thông tin liên tục, mình phải có sự chuẩn bị năng lực sẵn sàng để triển khai áp dụng và vận hành trên các cái nền tảng số này. Cái đó nó sẽ giúp cho mình là mình tận dụng được cái nguồn lực chung để mình tăng tốc được cái chuyển đổi số của tỉnh mình. Rồi tiếp đến về phần an toàn an ninh mạng thì vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì là vấn đề rất là quan trọng. Và trong cái quá trình phát triển thì chúng ta là kể cả về mặt chính quyền cho đến mặt người dân cũng đều phải có những cái nhận thức và có những cái biện pháp và tăng cường những cái năng lực cho mình để có thể đảm bảo được an toàn an ninh mạng. Về phía chính quyền thì phải phát triển năng lực quản trị không gian mạng, tất cả không gian về không gian số nói chung,
Còn đối với cả người dân thì bên tỉnh của mình cũng cần phải có những cái hướng dẫn, những cái phổ biến, những vấn đề cơ bản về an toàn bảo mật thông tin để cho người dân có thể làm quen và có những cái hành xử nó đúng đắn, và nó sẽ giúp cho cái việc an toàn an ninh mạng của mình tổng thể của cả tỉnh. Xin cảm ơn những phần chia sẻ rất là bổ ích của anh Minh và những cái lời khuyên rất là cụ thể dành cho các chính quyền khi thực thi, đúng không ạ? Tôi rất là thích cái những cái ý tưởng liên quan đến, đặc biệt là cái sự phối kết hợp giữa không chỉ là ban chỉ đạo mà là cái trung tâm điều hành thực thi về quá trình chuyển đổi số, thì nó sẽ thực sự sẽ giúp cho các chính quyền trong cái việc mà xử lý tất cả một công việc nó trở nên nhanh hơn, gọn hơn, và cái việc xử lý tập trung đó nó cũng sẽ có những cái mục tiêu ưu tiên để chúng ta có thể ứng dụng rất nhanh những cái công nghệ số trong cái nền tảng phục vụ cho toàn bộ cái quá trình xây dựng từ chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Tôi muốn quay trở lại với chị Patty. Thì McKinsey thì đã tham gia rất nhiều những cái dự án quy hoạch cho Việt Nam, và bản thân chị Patty cũng đã tham gia trong cái dự án quy hoạch của Việt Nam. Thì với kinh nghiệm của mình, thì với lời khuyên của McKinsey cũng như là từ cá nhân chị Patty, thì chị có những cái lời khuyên gì cho chính quyền Việt Nam khi thực thi về mặt quy hoạch nói chung, cũng như là việc mà lồng ghép cái chương trình về chuyển đổi số trong phần quy hoạch của mình? I think it's a great question, because when we think about the master planning will always just be a plan. If we cannot execute and find the right investors, find the right partners to come in and help us execute, and being able to do that is quite important. And from the provinces that we're working in, and we can see that everybody has very ambitious targets for growth. And it's becoming more and more difficult and more competitive to find the right investors. And when it comes to the execution of this, it's not just about the planning, but we also have to be equally as disciplined in the execution and implementation of these projects. So when we think about investor attraction, it's a combination of many things. It's both at the provincial level, having the right measures put in place, but we also need to be coordinated as a country and have a good perspective from the country to invite the right investors. And I think, like we discussed earlier, Vietnam is in a unique position today, given the tensions that are happening geopolitically, right? And Vietnam has historically been a place where a lot of that investment has decided to come to. So how do we capitalize on this? I think in today's environment for foreign investment as well as domestic investment, it's becoming very competitive, which means that just giving tax exemptions is no longer sufficient. Investors are looking for much more additional things. So, for example, this can be capital grants. So we've seen this work really well in other markets where the governments or even local investors will partner with foreign investors, put in their equity at the same time in order to see a project go through. We're also thinking about it's the companies that are coming, but for companies to come, their employees and their people also need to come with. That's actually what's going to really benefit the country. So when you're thinking about, oh, I need to attract the employees, then it's about, oh, what are the living conditions for the expats that are going to come? Are there going to be schools for their kids to go to? Are there going to be the appropriate healthcare, right? They're moving their lives to come and live and work in Vietnam, but then they need to be, they need to have the right environment that to attract the high performing employees and expats as well. A great example of this would be in, for example, in Shenzhen, where the municipality has given out specific grants and allowances that for a tax exempt, personal tax exemptions for expats to move in, right? And that's how they've been able to attract a lot of the top executives from around the world to co-locate and move specifically to Shenzhen area. Or if you think about talent, right? Talent is very important for companies as well as for the country. So we talked about the expat attraction, but it's also the cultivation of local talent. How can we create the right talent pool for these companies to thrive and to execute on the projects? And for example, when we were looking at like Amazon, right? Let's say we look at Amazon. Amazon was picking its second headquarters.
Lots of cities started bidding, cities from Canada, cities from the US were all bidding to have the second Amazon headquarter. The city that eventually won out because they were dedicated to committing to 50,000 more students that studied STEM within that campus area. And then Amazon saw that as a great opportunity to foster their talent pool as well. And there was a lot of synergies on the talent, the education, as well as for the company. And that ecosystem is what really then, at the end of the day, Amazon decided on picking their second location. So we do have to start thinking more holistically about what are the objectives of those individual companies beyond just tax incentives, and being more creative on what we can offer to the investors as a holistic package. And if I think about kind of the five key best practices, right, when we're thinking about investor attraction, the first one and foremost is very targeted and very focused. I think beauty of having the master plans is you know what the targets are. You know what the prioritized sectors and the what makes every province unique. So now you need to be able to tailor that to the right set of investors. And a lot of that conversation needs to happen at the government-to-government level as well, right? So being very focused, being tailored in your offering to each of the investors. The second one is now thinking about what are those key regulations or what are those key incentives, soft and hard incentives, that will really make the difference. And every investor has a different set. There's a minimum that everybody's looking for, but those one or two real key ones will have to come through discussions and negotiations with investors. So we often say you'll reach out to 200 people, but out of those 200 people, if you can convert one, that is a great outcome. So you need to go out there, get to know them, and then tailor your offerings directly to those specific investors. The third one is bring in local investors. I think for foreigners, often they see Vietnam still as a high-risk environment. So often, if that understands how to navigate the local environment, that gives them a lot of comfort, but also shows that commitment from the Vietnam side, that you also, your local companies also have skin in the game. So having that local partner and finding a local anchor investors creates a lot of confidence as well when you're especially attracting foreign investors. The fourth thing is then thinking about this as both a public and private effort, right? This needs to be done between the governments. It needs to be done between the companies. So coming in hand to hand in this aspect is very important. The last piece is systematic tracking. So we talked about reaching out to 100 investors. Well, that starts with you very pragmatically finding those 100, or 200, and then you tracking them through a very systematic way, so you are actively outreaching, you're following up, you're doing the post-investment care that investors need. So that kind of whole system of how do you attract, finally sign, but also care for the investors, that whole process needs to be put in place for investors to be interested from the get-go, but also follow through and then have repeat investments, right? So we need to manage the whole journey of the investment attraction quite systematic. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Patty và những cái kinh nghiệm mà chị Patty cũng chia sẻ cho các chính quyền địa phương, đặc biệt những cái mà chị vừa rất là nhấn mạnh đúng không? Trong cái việc mà khi mà thu hút đầu tư thì không phải là câu chuyện thu hút đầu tư chỉ về mức là những cái truyền thống mà chúng ta đã làm từ những cái ưu đãi về thuế, mà nó phải đi kèm với toàn bộ những cái câu chuyện về chính sách, về môi trường, về tất cả những cái điều kiện mà các chuyên gia kể cả trong và ngoài nước cũng như là những cái việc mà chúng ta xây dựng những cái hệ thống nguồn lực để làm sao mà có thể những cái nguồn lực tài năng có thể đóng góp được cho chính quyền Việt Nam, cũng như là chính cái sự hầu thu hút đầu tư không chỉ đến từ nước ngoài mà cũng đã đến từ ngay chính những doanh nghiệp thuộc nội địa của Việt Nam cũng có thể giúp cho các chính quyền tỉnh có thể có được cái sức mạnh của mình. Đây là một trong những cái lần đầu tiên thì DX Talk được rất là vinh dự được đón các chuyên gia và chúng ta đã nói chia sẻ rất nhiều câu chuyện liên quan đến chiến lược quy hoạch của các cái chính quyền tỉnh, thành phố, địa phương, cũng như sự lồng ghép trong việc ứng dụng công nghệ số, ứng dụng những cái chiến lược chuyển đổi số chung trong cái phần chiến lược của mình. Xin được cảm ơn cả ba vị khách mời của chúng ta đã tham gia vào chương trình. Xin chúc tất cả các anh chị có nhiều sức khỏe và tiếp tục đóng góp trong cái việc phát triển chiến lược
và giúp cho các chính quyền của Việt Nam, các cái tỉnh thành phố Việt Nam có thể nhanh chóng bắt kịp với cả cái tốc độ và cái xu thế ứng dụng công nghệ số để giúp chúng ta quy hoạch và chúng ta có những cái sự vươn lên. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và để theo dõi những cái số mới nhất của chuyên mục Desk Talk thì xin mời tất cả các quý vị khán giả hãy truy cập vào trang web của FPT Digital để được nhận thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những số Desk Talk lần sau.